nước Việt mà tám đời họ được là không chữa kịp từ cộng đồng quốc nội quốc ngoại, rồi con chim, rồi Phật tử, rồi những người giàu có, rồi những đảng viên nó bản không chữa kịp tan nát, cộng với mấy chục ngàn dư luận viên nữa, thì hôm làm sao mà sau này họ đoàn kết được, chửi là đã. Đó là tại sao năm năm nay chuyện này không dặn là vậy. Hồi xưa chịu được ba cái đinh, bây giờ chịu chửi nhằm nhò như lúc đó cơ hội mới đặt cho mình cái tên mới thiên tướng Việt là đúng rồi, căm nhít đuôi chuyện à, mấy bà tử lên chửi hoài, mấy ông thầy lên chửi hoài. Ủa chửi gì vậy? Hồi à, nãy tao chửi mày mày không nghe hả? Mày à quá rồi, tao thấy mày là làm công đức thì cứ lo làm công đức thì thờ thần nói chuyện mình lắm. Ô hồi nãy con bị biết, con bị căng nữa. Cho nên cái Phật tử Chu Hiền Minh mà nãy nó con câu á, trời họ dữ lắm. Ờ à, gần sư phụ vậy đó. Ăn của sư phụ nè nghe, cái building nó 18 triệu hiện giờ của sư phụ nè nghe, mỗi tháng sư phụ đóng gần 3-4 nghìn tiền điện nè nghe, rồi property tháng một năm gần 80 nghìn nè nghe, rồi biết bao nhiêu tiền bạc. Mà mười mấy năm như vậy á, mà nếu mà lấy cái building đó đó mà đi cho mướn ít nhất cũng 45-50 nghìn tháng, mà tới ngày hôm nay là ít nhất là cũng được gần như 4-5 triệu đô tiền rental. Vậy á, mỗi tháng phải có một năm tốt cái hồ bữa tức khoảng 150 nghìn cho chùa. Vậy mà không ai cảm ơn, còn được chửi không? Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn, bữa nay con học được phá lên là con cảm ơn.